Hoàng Cơ Minh, sinh năm 1935, là một tướng lĩnh của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa với hàm phó đề đốc cấp bậc chuẩn tướng. Hắn ta sinh ra trong một gia đình khoa bảng và khá giả tại Từ Liêm, Hà Đông Cũ, nay là quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Thời niên thiếu, Minh là học sinh các trường theo giáo trình Pháp, Trung học Nguyễn Trãi và Trung Văn An, Hà Nội, tốt nghiệp tú tài toàn phần. Sau này trong thời gian quân ngũ tiếp tục ghi danh học tiếp trường Đại học Luật, khoa Sài Gòn và tốt nghiệp hai chứng chỉ cử nhân luật. Nói về bản chất của Hoàng Cơ Minh, chúng ta có thể nói về bất trung. Trước năm 1975, dù là tướng lĩnh trong hàng ngũ quân lực Việt Nam Cộng hòa, tùy mình nổi tiếng là chờ cờ giỏi hơn là đánh trận. Sau cuộc đảo chính bán chủ cũ là Ngô Đình Diệm, Hoàng Cơ Minh được thăng cấp và phát triển nhanh như diều gặp gió trong chính quyền mới của Nguyễn Văn Thiệu. Chỉ trong 11 năm từ năm 1963 đến năm 1974, hắn đã thăng từ cấp trung úy lên đến chuẩn tướng hải quân, mặc dù ít ghi nhận có chiến công nào cụ thể. Trong năm 1975, trước đà tiến công như vũ bão của quân và ta trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Hoàng Cơ Minh cùng các tướng tá khác của chế độ ngụy quyền hô vang khẩu hiệu thề từ thủ giữ lấy danh dự quốc gia, giữ lấy miền Nam. Nhưng sự thật thì chúng chỉ đẩy những người lính cuối cùng của mình ra tiền tuyến, còn bản thân thì đã sớm ôm theo tiền vàng, đô la, lên tàu, đua cả máy bay tháo chạy mặc kệ sự sống chết tồn vong của chế độ. Sau khi đến Mỹ, Hoàng Cơ Minh định cư tại Sheraton làm nghề thợ sơn. Tại Mỹ, trong quãng thời gian từ năm 1976 đến năm 1978, Hoàng Cơ Minh thành lập lực lượng quân nhân Việt Nam hải ngoại. Dịp 30 tháng 4 năm 1980, hắn tiếp tục cho lập mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam tại California, cho kết nạp những tay sĩ quan và viên chức cũ của Việt Nam Cộng Hòa làm nòng cốt. Một năm sau đó, hắn cho lập căn cứ và chiến khu trong địa phận biên giới Thái Lào tại tỉnh Ubon, cách Bangkok 500 km về phía đông bắc. Ngày 10 tháng 7 năm 1982, tại căn cứ này, mình cho tổ chức đại hội lập ra Việt Nam canh tân cách mạng đảng, gọi tắt là Đảng Việt Tân, đưa ra cương lĩnh xác định mục tiêu là xóa bỏ chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Ngày 27 tháng 12 năm 1983, Việt Tân tiếp tục lập ra Đài Phát thanh Việt Nam Kháng chiến và cho xuất bản tờ báo Kháng chiến bằng tiếng Việt, phát hành tại Mỹ và nhiều nước khác. Từ năm 1983 đến năm 1985, mình và các trại tị nạn người Việt trên đất Thái Lan tuyển mộ được 200 người đưa về căn cứ để huấn luyện và lập thành 4 quyết đoàn mang vi số 7684, 7685, 7686, 7687. Mỗi quyết đoàn có quân số khoảng 50 người thực chất những quyết đoàn này đều là trò bịp của hoàng Cư minh và đồng bọn để bao càng nhiều tiền của đồng bào hải ngoại càng tốt nhóm tay chân của mình được đưa đến vùng rừng núi dưới vỏ bọc công nhân lâm nghiệp của một liên doanh hắn sau đó cho bọn này mặc quần áo giàn di đeo ba lô mang súng lan le bỏ lết như thể đang huấn luyện và chiến đấu giờ minh thuê bọn thổ phỉ lào quay phim chụp ảnh làm tài liệu bước chân đông tiến và đưa về mỹ làm truyền thông đồng thời tuyên bố đã thành lập được 36 mật khu rộng khắp trên đất Thái Lan, Lào và Việt Nam, trong đó có các mật khu quốc nội, các vùng giải phóng trên đất Việt. Tuyển dụng và đào tạo được hơn 10.000 thành viên vũ trang làm nòng cốt cho việc cướp chính quyền, thúc giục mọi người con xa xứ quyên góp của cải tiền bạc để phụng sự cho sự nghiệp phục quốc. Qua đó mà hắn vơ vét cho đầy túi riêng khi bán cái mộng ảo không tưởng cho những thân người lưu vong trên khắp mọi miền. Cùng với đó, mặt trận của mình cũng lấy hệ thống phở hòa có nhiều chi nhánh tại các tiểu bang để làm cơ quan kiếm tiền, kêu gào ăn phở để đóng góp cho kháng chiến. Ngoài chuỗi phở hòa, Hoàng Cơ Minh và bọn cầm đầu như Hoàng Cơ Định, Phạm Văn Liễu, Nguyễn Kim còn tổ chức nhiều đợt quyên góp trong cộng đồng người Việt hải ngoại dưới châu bài, ủng hộ kháng chiến. Và nếu ai không đóng góp thì bị bọn chúng chụp cho cái mũ Cộng sản Nam Vùng, rồi cho tay chân hành hung, ham dọa, thậm chí ám sát, mà cụ thể là giết vợ chồng nhà báo Lê Chiết khi Chiết cho đăng loạt bài Vạch trần sự bịp bợm của mặt trận Hoàng Cơ Minh. Tổng số tiền bọn Hoàng Cơ Minh thu được theo số liệu của cục điều tra liên bang và sở thuế Mỹ sau này là khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Phần lớn số tiền ấy ngoài việc chui vào túi bọn cầm đầu, chúng còn dùng để ăn chơi, du hí ở Nhật, Pháp, Thái Lan, Đức bằng hình thức đi công cán cũng như để mua lương thực, vũ khí, mua vàng cho các chiến dịch đông tiến. Về sau, khi chiến dịch đông tiến lần thứ hai của Minh thất bại, nhiều người đã nói rằng tổ chức của hoàng cơ minh chỉ là kháng chiến tái nạm gầu gần thêm nước béo còn hoàng cơ minh là vua chăn lửa sau khi chiến dịch bị đánh tan nát hoàng cơ minh phải đền tội một số tên cầm đầu còn lại lặng lẽ lấy tiền cho nhau mua cổ phần trong những công ty chứng khoán hoặc lập những đội tàu đánh cá và nó ngẫu nhiên trở thành tài sản riêng chuẩn bị cho đông tiến hai bỏ qua đông tiến 1 vì chiến dịch này sụp đổ nhanh như cái cách các anh em trai tân trong lần đầu ấy ấy chúng ta nói về đông tiến hai một chiến dịch được Minh đầu tư bài bản. Cụ thể thì thấy trò bịp của mình sắp bị bóc mẽ và sắp hết tiền để tiêu. Tên chùm phản động này quyết tâm lấy lại tiếng vang và uy tín. Chủ yếu là để có thêm cơ hội bao tiền đồng bào hải ngoại. Đầu tháng 7 năm 1987, Minh cho 130 tên phản động dưới chướng còn lại sau Đông Tiến 1 đến khu rừng sát biên giới Thế Lào. Sau đó, hắn thuê tổ phỉ Lào dẫn đường đập vượt biên vào đất Lào. Nhóm 130 tên này được Hoàng Cơ Minh chia làm 4 cướp đoàn lực lượng là những tên cựu binh Việt Nam Cộng Hòa đang sống lưu vong tại các nước và trong trại tị nạn Sikyo, Thái Lan. Dưới quyết đoàn là dân đoàn từ 9 đến 10 người mỗi đoàn. Quyết đoàn đầu tiên được Hoàng Cương Minh đặt tên là Tiền Phương, dẫn đầu bởi Phan Thanh Phương có quân số 40 tên. Bọn này có nhiệm vụ đi đầu mở đường. Tiếp sau là Bắc Bình, quân số 29 tên, chỉ huy bởi tên Lê Đình Bảy có nhiệm vụ đi giữa đội hình hành quân tiếp sau quyết đoàn Bắc Bình là bộ chỉ huy gồm Hoàng Cơ Minh là chủ tịch mặt trận, ba tên Nguyễn Huy, Trần Khánh, Võ Hoàng làm ủy viên và những tên chủ chốt khác. Đi cuối là quyết đoàn Anh Dũng chỉ huy bởi tên khu Xuân Hưng, quân số 40 tên có nhiệm vụ chặn hậu. Về vũ khí và trang bị của đợt đông tiến hai này, xin được phép gói gọn trong hai chữ tạp nham. Vì đúng là tạp nham thật, khi chúng vừa trang bị AK, vừa dùng M16 chủ yếu mua được từ các chợ đen dọc biên giới Lào Thái. Ngoài ra, chúng cũng mua được một số ít mền Claymore, một số khẩu B40 và B41, đạn chống tăng cùng vài máy bộ đàm tần số ngắn hoạt động trong khoảng 3 km trở lại mua từ thổ phỉ Lào. Riêng bộ chỉ huy do Hoàng Cơ Minh dẫn đầu được thêm hai khẩu M79 cũng tạm gọi là có hỏa lực. Quân phục thì cũng tạp nham không kém so với phiến quân ở Myanmar. Bây giờ thì lực lượng đông tiến hai của Hoàng Cơ Minh nhìn cứ bẩn bẩn thế nào, vì quần áo, dày mũ đều theo dạng người kiểu này, kẻ kiểu kia. Vì cơ bản cũng mua ở chợ trời, chợ đen. Về lương thực, mỗi tên cõng trên lưng 20 đến 30 kg gạo, mì, mắm muối, nồi niêu như thể là một đoàn nuôi quân. Bên cạnh đó, các quyết đoàn còn được cấp một ít tiền kíp để mua lương thực nếu đi ngang thôn bản người Lào. Riêng các quyết đoàn trưởng và các ủy viên mặt trận, Hoàng Cư Minh giao cho mỗi tên từ 2 đến 5 lượng vàng, một số đô la Mỹ và đồng bạc Thái Lan để hối lộ bộ đội Lào nếu bị bắt. Theo hợp đồng của Hoàng Cư Minh với đám thổ vị Lào, chúng chỉ dẫn đường cho đám của mình đến địa phận Savaran, rồi chúng sẽ để nhóm của mình tự đi vì không dám đi vào sâu hơn. Theo kế hoạch, sau khi được dẫn vào Lào, Minh và đồng bọn sẽ tìm đường đến ngã ba biên giới Việt Lào, Campuchia. Sau đó, chúng sẽ thâm nhập, lập căn cứ, tiến hành phá hoại để gây tiếng vang nhằm câu tiền, đô nết. Vào đất Lào và những cuộc bỏ trốn thanh trừng nội bộ. Trước khi bắt đầu chiến dịch Đông Tiên Hải, Hoàng Cơ Minh cho bêu đầu thị chúng những tên đồng bọn gồm bác sĩ Nguyễn Hữu nhiều Ngô Chí Dũng vì hắn cho là chống đối Trần Tuyết Ánh A Hừng Bùi Duy Hiền Lưu Tuấn Hùng võ sĩ Hùng và Đào Văn Lâm do nghi ngờ có ý định bỏ trốn Thạch Kim Ca Trần tự nhiên cũng cùng số phận vì bị cho là nội gián cộng sản 23 giờ tối ngày 18 tháng 7 năm 1973 Hoàng Cơ Minh và các đồng chí của hắn ta lên đường thâm nhập vào đất Lào như đã định đi đầu là quyết đoàn Tiền Phương Hành quân đến điểm tập kết là bờ sông Mê Công giữa biên giới Thái Lan – Lào. Càng gần biên giới Thái – Lào, nhiều tên trong đoàn của chùm vận động càng hoang mang lo sợ bởi vì chúng biết chuyến này một đi không trở lại, nhất là những tên chỉ huy. Khi cách điểm tập kết còn chừng 3km, Hoàng Cơ Minh, Sai Phan Thanh Phương, quyết đoàn trưởng của Thiên Phương đi trinh sát. Chín gã được cử đi, nhưng vì sợ quá nên chỉ đi khoảng 300m rơi sủi vào bụi rậm để trốn. Đến giờ thì quay về báo cáo. Tuy nhiên lúc quay về thì một tên trong dân đoàn bỗng dừng biến mất. Chuyện là do quá sợ hãi nên gã vứt bỏ toàn bộ lương thực sung ống, vạch rừng mò ngược trở lại rồi sau một thời gian sống chui lủi khi nghe tin toàn bộ nhóm xâm nhập đã bị bắt hoặc bị giết, gã giặt về Campuchia chạy xe ôm kiếm sống. Tin một gã dân đoàn viên bỏ trốn được Phạm Thanh Phương giấu kín vì sợ bị Hoàng Cương Minh trưởng trị, mặc dù ý rất lo gã kia ra hàng chính quyền, bộ đội cách mạng Lào. Trong suốt ngày thứ hai rồi ngày thứ ba của cuộc xâm nhập, Vương đứng ngồi không yên, lúc nào cũng nơm nớp. Đám thuộc vị Lào nghe tin cũng tái xanh mặt, lo sợ vì chúng đi chuyến này để kiếm tiền, nhưng Hoàng Cơ Minh cứ nửa này nửa kia khiến cho chúng sợ đi công cốc. Nhưng Minh còn bán tin bán nghi là vì Hoàng Cơ Minh còn chờ đợi đoàn đặc nhiệm do Nguyễn Quang Phục chỉ huy, gồm 7 tên dày dạn kinh nghiệm đều từng thua quân lực Việt Nam Cộng hòa, nhưng Nguyễn Quang Phục bị sốt rét nên đoàn này không tới được điểm tập kết. Hoàng Cơ Minh nghe tin thì chỉ biết động viên rằng khi nào hết sốt thì đuổi theo quyết đoạn. Nhưng tin phục đột nhiên bị sốt trong khi mấy ngày trước còn khỏe rẻ đã gây hoang mang trong hàng ngũ của Hoàng Cơ Minh. Có tin đồn rằng hắn lấy lý do sốt để không phải đi chuyến này. Tờ mờ tối ngày 20 tháng 7 năm 1987, Minh cùng đồng bọn thẳng tiến về đất Lào. Bọn thuộc vì Lào đã thuê sẵn mấy chiếc ghe máy. Mỗi chiếc có thể chở được 30 người nên việc vượt sông diễn ra êm ả. À. Nhưng ở bờ bên kia là vách đất cao trơn trượt nên đám phản động phải mất hơn 10 phút mới trèo lên được. Sau này, khi bị bộ đội cách mạng Lào bắt, nhiều tên phản động khai rằng tinh thần của hầu hết các dân đoàn viên đã dẹo dã ngay từ khi vừa sông và chúng cầu mong chỉ vào sâu trong đất Lào chừng vài cây số để quay phim, chụp hình rồi rút về như chiến dịch trước. Thậm chí có tên trong khi trèo lên con dốc dựng đứng ở bờ sông đã lén vứt đi mìn, lựu đạn và đạn. Có tên giả bộ ngã gãy chân để mong được trở lại. Dân đoàn viên Nguyễn Văn Náo Khai, Lúc vượt sông, lợi dụng trời tối không ai để ý, tôi thả xuống nước hai băng đạn và một quả lựu đạn. Tôi tính nếu đụng trận, tôi sẽ tìm cách trốn về Thái Lan. Vượt qua được bờ dốc, Hoàng Cơ Minh cho cả bọn nghỉ đêm. Bên các bụi tre, chúng ngủ chập chờn trong tư thế ngồi cò quắp. Mở sáng, sau khi nhai triệu trạo năm mươi gói vì không dám nổi lửa, chúng đi ngang một chảng lớn, có mọc lưa thưa rồi bắt đầu leo lên dãy núi đá, sườn núi đầy những bụi cây nhỏ lúp xúp. Đến 9 giờ, khi bọn phản động đang ở ngang lưng chừng núi thì bất ngờ trên trời có tiếng động cơ máy bay rồi một chiếc máy bay trinh sát xuất hiện khiến đám phản động đứa lùi vào bụi cây đứa lăn ra đất nằm im như chết về cơ bản đến lúc này thì hoàng cơ minh vẫn tin kế hoạch chưa bị lộ đến khoảng 10 phút sau chiếc máy bay trinh sát biến mất mình lại tiếp tục cho đoàn quán lên đường các quyết đoàn dân đoàn lầm lũi bước mắt giáo giác nhìn chung quanh gần tối khi đến cạnh một con suối lớn hoàng cơ minh cho dừng chân bố trí đội hình phòng thủ và nấu cơm bữa cơm một phần ăn với mắm còn phần kia nắm lại để dành hôm sau bốn năm gã trong đó có nguyễn văn dũng lén lút mang theo được mấy bi đông rượu từ đất thái giờ túm lại dưới bụi cây truyền tay nhau tu bị dân đoàn trưởng là đỗ bạch thố phát hiện chửi bới dũng toan chụp khẩu một mươi sáu lia cho thố một bằng nhưng đồng bọn ngăn cản sau này khi dũng kiệt sức chính tay đỗ bạch thố đã dùng dây giày xiết cổ nguyễn văn dũng đến chết để trả tù hành động dũng định ban mình nhưng đây cũng là một phần trong quyết định của mình hắn cho phép các đoàn trưởng, dân đoàn trưởng tự do giết thương binh hoặc bỏ mặc cho chết giữa rừng để khỏi vùng víu. Ngay cả Lê Hồng được Minh Phong làm thiếu tướng tư lệnh quân kháng chiến cũng bị Minh giết vì đã dám chất vấn Minh về những mờ ám trong việc sử dụng tiền. Chạm mặt bộ đội Lào Ngày thứ năm của chuyến xâm nhập, Minh và đồng bọn khởi hành sớm nhưng đến độ 8 giờ sáng đã có biến xảy ra với đoàn quân của mình khi tiếng AK vang lên từng loạt nhằm vào cuối đội hình bọn phản động trận chạm súng giữa bộ đội cách mạng lào và nhóm phản động đi đoạn hậu diễn ra rất ngắn cai bên không ai thương vong nhưng chứng tỏ rằng việc xâm nhập đã bị lộ và điều này khiến tinh thần của huyết bọn chúng đều hoang mang bất lợi hơn nữa là theo kế hoạch các dân đoàn quyết đoàn sẽ tìm cách tiếp cận với những bản làng người lào trên đường đi qua để mua thức ăn tươi cũng như tìm hiểu tình hình cuộc chạm mặt với bộ đội lào đã khiến chúng phải lui sâu vào rừng trong khi mì gạo đã dần cạn đã vậy một số tên từ mỹ pháp nhật về do không quen với khí hậu địa hình không quen với cuộc di hành chỉ bằng đôi chân nên đâm ra cáu kỉnh hầu như lúc nào cũng có những cuộc cãi vã không ở dân đoàn này thì cũng ở quyết đoàn khác hơn một trăm tên xâm nhập nhưng chỉ có một y tá các vết lở loét ở chân do giày thấm nước vết sách ở tay ở cổ do đá cắt gai cào mũi đốt vết cắn chỉ được rửa giấy băng bó sơ sài nên nhiều tên bị nhiễm trùng bước đi phải có kẻ sốc nách hoặc chống gậy sau cuộc chạm súng hoàng cơ minh hạ lệnh đi nhanh hơn đến 4 giờ chiều lúc lên tới một triền núi và khi nhóm phản động chuẩn bị dừng chân qua đêm thì vài gã dân đoàn viên thuộc quyết đoàn anh dũng mò xuống những bụi tre phía dưới kiếm măng tươi chỉ vài phút sau đó đột ngột tiếng súng ak nổ từng loạt giải cùng tiếng la hét anh hỏi lúc bọn lấy măng tháo chạy về kiểm điểm lại thấy mất nguyễn văn náo theo lời bọn chúng một toán bộ đội cách mạng lào đã bí mật bám theo rồi bất ngờ tập kích bắt sống nguyễn văn náo điều này rất nguy hiểm vì Hoàng Cơ Minh nhận định nếu Náo bị bắt, toàn bộ kế hoạch xâm nhập cũng như lực lượng và trang bị vũ khí của cả đoàn coi như hoàn toàn bị lộ. Đến lúc ấy, cả bọn phản động vẫn không hề biết rằng chúng đã bị một tổ dân quân Lào tuần tra biên giới phát hiện ngay từ khi chúng đang vượt sông Mê Công. Và bởi vì lực lượng ở khu vực đó mỏng, hơn nữa chưa rõ nhóm phản động vượt sông có phải là nhóm đi đầu mở đường cho những nhóm tiếp theo hay không, nên bộ đội cách mạng Lào quyết định chỉ cử một toán nhỏ bám theo, trinh sát, tìm cách bắt tù binh đưa về khai thác điều tra như vậy cuộc hành quân của mình đã không còn là bí mật nhưng mà nói ra cũng đúng thay vì thuê những người uy tín trông bình thường thì mình lại thuê ngay những tên không thiếu gì ngoài tiền cụ thể là tiền án tiền sự để dẫn đường cho mình mà đám này thì ai cũng biết rồi cái gì không có chứ lực lượng chức năng theo đuôi thì đầy vậy mình đã phải đền tội như thế nào đó là câu chuyện chính của chúng ta trong phần tiếp theo giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn Sự Việt Kiêu Hùng xin kính chào quý vị và các bạn khán giả. Sau trận chạm súng đầu tiên với lực lượng vũ trang cách mạng Lào, một tên trong cất đoàn của Hoàng Cơ Minh đã bị bắt. Ngay sau đó, lại thêm một tên khác bị thương nặng vì vụ nổ của quả đạn B40 do bộ đội Lào bắn khi đang nấu cơm. Hoàng Cơ Minh cùng bộ chỉ huy chiến dịch hiểu rằng yếu tố bất ngờ đã không còn nữa. Hắn và đồng bọn cũng đã hiểu rằng đã bị rơi vào thế thập diện mai phục, đâu cũng là địch. Chuỗi ngày khốn khổ trước khi đền tội đã đến gần trước mắt của hắn xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video những ngày khốn khổ từ khi tên trần văn náo bị bắt hoàng cơ minh đã ngầm hiểu rằng bộ đội lào sẽ biết rõ sự có mặt của hắn trên đất lào chúng có bao nhiêu người vũ khí như thế nào và lương thực ra sao dĩ nhiên nếu xui xẻo hơn lào sẽ báo cho chính quyền việt nam về mục đích của chúng như thế thì hoàng cơ minh rõ ràng đã tự mình chui vào dọ mà trong dọ chỉ là những miếng mồi thối chứ không hề thơm nói về bất lợi của hắn và những tên đồng bọn như đã nói, khó khăn đầu tiên chính là những tên thổ phỉ Lào sẽ chỉ dẫn đường cho chúng đến địa phận tỉnh Saravane rồi bỏ mặt, không thể dẫn chúng vào sâu hơn vì sẽ bị truy bắt. Nghe chúng trao đổi với nhau, Hoàng Cơ Minh biết rằng chỉ một đến hai ngày sau đó chúng sẽ rút đi. Tuy nhiên, từng là phó đề đốc trong quân đội Sài Gòn, Hoàng Cơ Minh ít nhiều cũng hiểu về binh pháp. Tiến hành họp với bộ chỉ huy, hắn vạch ra chiến thuật tương kế tự kế, đó là cho Nguyễn Văn Hòa cùng chủ tịch mặt trận quốc nội Nguyễn Thế Minh theo nhóm thổ phỉ Lào quay lại Thái Lan. Động tác này có thể khiến toán trinh sát của bộ đội cách mạng Lào tưởng lầm là bọn chúng đã từ bỏ ý đồ xâm nhập và sẽ chỉ bám theo tấn công nhóm thổ phỉ chứ không tiếp tục truy đuổi. Như thế, nhóm thổ phỉ và Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thế Minh sẽ trở thành mồi nhử, thành bia đỡ đạn cho cuộc đồng tiến. Đêm ngày thứ sáu, Hoàng Cơ Minh và đồng bọn chỉ nhai mì sống cho qua bữa vì không dám nổi lửa nấu cơm do sợ bị phát hiện. Mờ sáng ngày thứ bảy, khi sương mù chưa tan, Minh và bè lũ phản động lại lên đường đông tiến chúng khiêng theo tên Nguyễn Văn Hòa đang nửa tỉnh nửa mê vì mất máu sau mảnh đạn quả B40 trúng vào đầu. Đến chiều hôm đó, tên thủ lĩnh của đám thổ phỉ và Hoàng Cơ Minh cùng xem lại bản đồ. Đám phỉ nói việc của chúng đến lúc đó đã hoàn thành. Minh nhờ và chúng mang theo Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Thế Minh trở về Thái Lan. Nhưng sau này mới vỡ lở ra, Hòa vì quá vương víu đã bị chúng thủ tiêu. Mà thủ tiêu Hòa thì phải thủ tiêu cả mình. Hai tên bỏ mạng giữa chốn rừng thiêng nước độc ở nước bạn Lào mà chẳng ai biết sau khi bị phỉ lao bỏ lại hoàng cơ minh lệnh cho binh lính của hắn lúc nào súng cũng phải được lên nòng mở khóa an toàn cầm trên tay kể cả lúc ngủ đề phòng bị bộ đội lào tập kích hắn cũng ra lệnh không nấu cơm không ra suối lấy nước nằm đất không được dựng lều hay răng võng suốt bể chiều rồi cả đêm bọn phản động thức trắng trong tâm trạng lơ âu vì sợ bị tập kích gần sáng nghĩ là đã đánh lừa được bộ đội lào cả bọn lục tục kéo nhau lên đường đi khoảng ba mươi phút quyết đoàn trưởng quyết đoàn anh dũng là khu xuân hưng nhận được tin báo rằng dân đoàn Hà Hoài Hùng đã bỏ trốn cùng với chiếc ba lô đựng tiền vàng của chúng. Trường hợp này khiến bọn phản động đã hoang mang lại càng hoang mang hơn. Một tên được cử lên gặp Hoàng Cơ Minh để báo cáo về vụ bỏ trốn. Đồng thời, Khu Xuân Hưng ra lệnh cho bốn tên khác đi tìm Hùng, mình lệnh không gọi về được thì giết rồi lấy lại ba lô. Nhưng Hùng đã nhanh chân hơn, hắn đã tìm bộ đội Lào trước khi đồng bọn tìm được hắn. Bốn tên đi tìm Hùng vừa qua lưng đi thì tiếng AK và B40 lại dồn dập lên từ phía bộ đội Lào lại một lần nữa tập kích chúng. Nhưng tại sao bộ đội Lào lại bám theo đám Hoàng Cơ Minh dài đến như vậy? Cũng đơn giản vì nơi Minh và đồng bọn thâm nhập vào đất Lào là khu vực tiếp giáp biên giới Lào Thái. Hoạt động tội phạm rất mạnh với đủ thể loại. Riêng khu vực này, việc mua bán vũ khí, quân trang, thậm chí là cả mai thúy diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Do đó, riêng trên địa bàn tỉnh Saravane, bộ đội cách mạng Lào bố trí hẳn một trung đoàn đủ quân số lên đến 3.000 người. Đó là chưa kể dân quân, du kích địa phương. Hàng ngày, họ vẫn tổ chức các cuộc đi tuần và có thiết bị liên lạc ở khoảng cách xa và hoạt động tiếp tế giữa các đơn vị trinh sát diễn ra thường xuyên. Những quân của mình chỉ hơn trăm tên, lại thiếu thốn hậu cần. Tiếp tế thì chạm mặt bộ đội Lào chỉ có từ cha tay vào cổng cho đến vòng mạng. Ngày thứ 10, đi mỏi chân rồi mà Hoàng Cương Minh và đồng bọn vẫn chưa thể đến được tỉnh Sê Công của nước bạn Lào. Phần vì không có ai dẫn đường, phần vì tấm bản đồ mà chúng dùng được Mỹ vẽ từ năm 1972 đến khi đó đã 15 năm. Có những đoạn đường chỉ đi mất vài tiếng Nhưng chúng không thể nắm rõ Và phải di chuyển mất đến hai ngày Lương thực thì cạn dần theo từng ngày Một gạo độn ba phần của rừng Quần áo không giặt Nên tên nào cũng có thứ mùi ai nghe Cũng phải tránh xa Ghẻ thì nổi như khảm xà cư lên ra Lại những cuộc thanh trừng nội bộ Bị tập kích và bỏ trốn Ngày 29 tháng 7 năm 1987 Đã 12 ngày Kể từ khi Hoàng Cư Minh mở chiến dịch Đông Tiên Hải Lúc này chúng không khác gì một đám thổ phỉ lạc đường trong khi chúng đang nghỉ ngơi, răng võng, kẻ nấu cơm thì tiếng súng lại nổ lên vào đội hình chặn hậu của chúng. Kiểm điểm lại, chỉ có tên Huỳnh Văn Tiến bị thương nặng vì mảnh đạn B40. Tên y tá Lý Hổ được gọi đến, nhưng trước khi đến, ủy viên trung ương mặt trận Nguyễn Huy kéo Lý Hổ ra một góc, nói nhỏ vài câu. Băng vết thương cho Tiến xong, Lý Hổ chích cho gã một mũi thuốc. Vài phút sau, Tiến nước lên, mắt trận ngược rồi tắt thở. Lúc này, cả nhóm vận động thuộc quyết đoàn anh dũng đều biết rằng Nguyễn Văn Tiến đã bị trích thuốc cho chết để khỏi trở thành gánh nặng cho cả đoàn. Xác Nguyễn Văn Tiến bọc trong mảnh lông, kéo lá rừng phủ lên vì chẳng còn thời gian đào huyệt. Tài sản của Tiến, mỗi gã lấy một vài món, riêng phần cơm mà lẽ ra sẽ chia cho Nguyễn Văn Tiến ăn bữa sáng thì dân đoàn viên Thạch Chen bỏ ngay vào trong ba lô. Sau khi bị tập kích, lực lượng xâm nhập được lệnh đi nhanh hơn, nhưng tốc độ xem ra cũng chỉ được khoảng 3 km một giờ. Một phần vì địa thế hiểm trở, phần nữa vừa đi vừa dò dẫm. Suốt buổi sáng, tình hình yên tĩnh nhưng đến giữa trưa đột ngột từng loạt đạn súng cối nổ tung giữa đội hình quyết đoàn anh dũng lúc này bọn phản động đang ở trên một đỉnh núi yên tiếng súng cả bọn đi xuống chân núi thì phát hiện ra khu xuân hưng và quyết đoàn của hắn đã biến mất cả bọn lúc này mới ngộ ra hưng đã dẫn đoàn của hắn chạy trốn về thái lan quyết đoàn bắc bình phải làm nhiệm vụ chặn hậu lực lượng tiếp tục di chuyển thì khi điểm lại quân số biết được quyết đoàn trưởng của tiền phương và bắc bình đã bỏ trốn ngày mùng 2 tháng 8 năm 1987 đã chừng hơn nửa tháng kể từ ngày thâm nhập, các cuộc tập kích của bộ đội Lào diễn ra thường xuyên hơn. Sáng, trưa, chiều tối, lúc nào chúng cũng nằm trong tầm hỏa lực của bộ đội Lào. Không chỉ là những nhóm trinh sát nhỏ nữa, lần này là những đơn vị đủ người được hỗ trợ bởi hỏa lực mạnh từ cối 82 mm cho đến pháo 75 mm bắn thẳng. Sáng ngày 24 tháng 8, một tháng 6 ngày kể từ khi thâm nhập, Hoàng Cơ Minh đã gửi cho Sương cùng đồng bọn tiến đến gần bản phón, vẫn còn trong địa phận tỉnh Savarane. Lực lượng của mình lúc này còn chưa đến 40 mạng. Đêm 23 tháng 8 đã có thêm bốn tên bỏ trốn rồi bị bộ đội Lào bắt sống. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống thấy mấy nóc nhà, Đinh Văn Bé khi đó được đưa lên làm quyết đoàn trưởng, đã đề nghị Hoàng Cư Minh cho hai dân đoàn viên vào bản mua lương thực với mệnh lệnh không mua được thì cướp. Tài sản còn lại bây giờ của chúng chỉ còn năm chỉ vàng do Hoàng Cư Minh giữ, được lấy ra đưa cho Trần Văn Yên và Huỳnh Văn Miễn. Cầm năm chỉ vàng trong tay, Yên và Miền xuống núi đi mua lương thực. Đi chưa được 50 mét thì tiếng súng lại vang lên. Trần Văn Yên trúng đạn và gục xuống tại chỗ. Cùng lúc, tứ bề súng nổ giòn, cả tiếng AK lẫn tiếng đạn cối, đạn sơn pháo. Huỳnh Văn Miền lùi vào một hốc đá, giơ khẩu M16 lên đầu bắn bừa. Ở phía trên, Hoàng Cơ Minh lăn xuống khe suối cạn, cánh tay trái máu tuôn xối xả vì mảnh đạn cối ghim phải. Trên gành đá bên bờ suối, dân đoàn viên Tạ Hoàng Thiện lãnh nguyên một trái M79 thẳng vào mặt lẫn trong tiếng súng nổ là tiếng quát gọi hàng của bộ đội cách mạng Lào. Trần Đế quyết đoàn pháo quyết đoàn cải cách dẫn 4 dân đoàn viên vừa bắn loạn xạ vừa lùi xuống khe suối cạn nơi Hoàng Cư Minh đang nằm lăn lộn. Chưa kịp đặt chân xuống lòng suối lổn nhổn đá củ đậu, dân đoàn viên Nguyễn Văn Sĩ đã ngã bổ ngửa ra, máu từ ngực phun thành tia, còn dân đoàn viên Ngô Tân Nghiêm chân phải đứt tay hắn, chỉ còn dính lại bằng mẩu da lủng lẳng. Cạnh đó, ủy viên Trung ương mặt trận Trần Khánh nằm chết khoảng 40 phút sau, tiếng súng im hẳn, bọn phản động chết 6, bị thương ba còn vài tên bỏ trốn hoặc chạy lạc. Thuốc men hầu như chẳng có gì, nên cánh tay Hoàng Cơ Minh chỉ được băng bó bằng một chiếc rẻ, xé ra từ chiếc khăn rằn cuốn cổ. Kiểm điểm lại, chúng chỉ còn 26 tên, trong đó 4 tên không vũ khí vì chúng đã vứt bỏ khi tháo chạy. Cái chết của Trần Khánh khiến Hoàng Cơ Minh mất tinh thần. Đây là lần đầu tiên bọn phản động nhìn thấy Hoàng Cơ Minh mặt tái mét, tay run rẩy mắt mở trừng trừng nhìn xác Trần Khánh. Là nhân vật thứ hai, chỉ đứng sau Hoàng Cơ Minh trong chiến dịch Đông Tiến, phụ trách tâm lý chiến, Trần Khánh còn có bí danh là Trần Thiện Khải. Một thời gian dài, chỉ huy và điều hành đài phát thanh kháng chiến đặt trên đất Ubon, Thái Lan. Một giấc mơ mãi cũng chỉ là giấc mơ với Hoàng Cơ Minh. Người thì chết, kẻ bị thương, nhưng Ngô Tân Nghiêm thì bỏ lại trong tiếng rên ư ử vì chẳng tên nào đủ dũng cảm kết thúc nỗi đau đớn thể xác cho hắn ta trong cơn mưa nặng hạt. Hoàng Cơ Minh là lệnh cho đồng bọn lợi dụng cơn mưa để nhanh chóng rời khu vực vừa diễn ra cuộc giao tranh. Mỗi tên lúc này chỉ còn chừng vài băng đạn, lưu đạn được vài quả. Hỏa lực gần như đã bị bỏ lại gần hết sau những cuộc giao tranh và những cái chết. Trời sầm tối, trong cơn mưa lớn, Minh và đồng bọn tìm thấy một hang đá và chui vào để trốn. Nếu không kể những tên từ Mỹ, Pháp, Nhật, Đức về thì hầu hết những tên dân đoàn viên đều là những kẻ vượt biên. Trong đó không ít là lính quân đội ngụy vào trại tị nạn ở Thái Lan rồi được Hoàng Cơ Minh tuyển mộ với lời hứa sẽ cho đi định cư tại Mỹ sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Định cư Mỹ cùng giấc mơ Mỹ hào nhoáng đến giờ chỉ còn lại một giấc mơ. Một giấc mơ sẽ cùng chúng đi vào di vãng. Cho đến lúc đó chẳng còn tên nào mơ về nước Mỹ nữa. Giấc mơ cháy bỏng duy nhất là thoát khỏi bộ đội Lào, chạy về Thái Lan. Trước khi lên đường, cả bọn bóp nhỏ những gói mì còn lại, nhét xuống đáy ba lô, thịt heo, gà xé thật nhỏ, rang thật mặn, ém chặt lại cho khỏi hỏng. Giờ đây kiểm lại còn được vì nắm, cả lũ lấy ra hứng nước mưa nấu thành thứ canh mà đáng lẽ ra chỉ dành cho lợn ăn rồi chia cho nhau hút quả bữa. Mưa suốt cả ngày hôm sau và có lẽ cơn mưa cũng gây khó khăn cho bộ đội cách mạng Lào nên chúng tạm thời yên ổn. Đời quá, một vài tên liều mạng bỏ ra ngoài, hái mấy mớ rau rừng về luộc. Tâm trạng tuyệt vọng khiến cả bọn hầu như chẳng còn suy nghĩ gì nữa. Chúng đốt lửa sáng rực, vừa để hong khô những bộ quần áo vừa đỡ lạnh. Vết thương trên cánh tay nhiễm trùng khiến Hoàng Cơ Minh lên cơn sốt y nằm co quắp trong một góc, chẳng chiến hữu nào còn để ý đến y, tất cả chỉ lo cho mạng sống của mình. Nhiều tên thì thảo với nhau rằng nếu bộ đội lào đánh vào, chúng sẽ đầu hàng hết. Ngày 28 tháng 8 năm 1987, 9 giờ sáng, mình lệnh cho đồng bọn lên đường. Hắn nói ai muốn về thái thì về, nhưng về thế nào được nữa khi tấm bản đồ duy nhất đã nằm cùng với xác trương ngọc ni. Mình thì cũng chẳng tốt lành gì, có lẽ nói ra cũng chỉ mong đồng bọn cho hắn một phát vào đầu vì với cái tay của hắn không chết vì nhiễm trùng thì cũng vì vướng víu đồng bọn cả bọn dò dẫm xa khỏi cửa hàng võ hoàng tổng thư ký hội văn nghệ sĩ mặt trận kéo dân đoàn trưởng võ văn tuấn đuổi lại phía sau vừa bước vừa hỏi nhỏ nếu quay lại thái lan thì đi đường nào mất bao nhiêu ngày tuấn giao giác nhìn quanh như sợ có người nghe thấy rồi vẫy dân đoàn viên nguyễn linh lên hồi trước nghe nói mày có đi khai thác gỗ ở lào phải không linh gật đầu dạ em đi tuốt tới gần biên giới thái lan rồi em chạy qua đó xin tị nạn luôn Vậy mày còn nhớ đường không? Nếu đi đường từ Quảng Trị lên thì em nhớ, chứ đường này lạ quá. Thái Lan nằm ở phía tây là sau lưng mình. Võ Văn Tuấn gừ gừ trong cuống họng. Tôi nghe thì biết vậy thôi. Ho hé ra là mày chết trước. Từ bây giờ mày đi sát với tao. Chín rưỡi sáng, đám tàn quân lề bước co cụm lại với nhau, đi qua khu vực chống trải cũng chẳng buồn ngụy trang vì đã sẵn sàng đối mặt với cái chết. Còn nếu bị bắt thì tốt, ít nhất thì đi cải tạo rồi thôi mặc dù Hoàng Cơ Minh đã tuyên bố cho phép đám phản động được trở lại đất Thái, nhưng chẳng tên nào dám công khai quay lưng, bởi lẽ đường xá không dành, lương thực không có, lại thêm bộ đội cách mạng Lào lúc ẩn lúc hiện, nên chúng chẳng còn cách nào khác hơn là bám theo bởi đàn. Sau này, trong trại giam, dân đoàn viên Nguyễn Văn Đức kể lại, kể cả Hoàng Cơ Minh, chẳng ai còn tinh thần và cũng chẳng ai có một tí hy vọng gì về cuộc đông tiến. Trước lúc lên đường, Minh nhiều lần thao thao bất tuyệt về các khu chiến quốc nội, về các đường dây xâm nhập với các trạm dưỡng quân đã được thiết lập từ nhiều năm trước. Thực tế cho thấy Hoàng Cơ Minh chỉ giỏi nói dóc, đánh lửa. Đi được một km lại tiếng súng nổ. Võ Hoàng ăn một quả M79 thẳng mặt. Nguyễn Văn Đầu lãnh chọn một loạt đạn AK và bụng. Trần đế thì vừa bắn trả vừa kéo Hoàng Cơ Minh xuống một con sư cạn. Hai tên khác bao gồm một tên chỉ mới 16 tuổi cũng lao theo. Những tên còn lại chạy trốn không kịp thì đều bị bộ đội Lào tiêu diệt tại chỗ. Biết là hết đường rồi, Hoàng Cơ Minh rút khẩu súng ngắn đeo bên hông, kề lên đầu đoàn. Cuộc đời chung vận động cứ như thế kết thúc. 130 tên thâm nhập, 83 bị bộ đội Lào tiêu diệt, 19 tên bị bắt, còn lại bỏ trốn trên đường thâm nhập. Cuối năm 1987, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử 19 tên bị bắt do nước bạn Lào chuyển giao. Một vài tên trong chúng lãnh án trung thần, còn lại từ 3 năm tù học tập và cải tạo. Đừng nghĩ đến chuyện ấy. Chuyện ấy là gì thì có lẽ quý vị và các bạn đều ngờ ngợ ra rồi đó là bạo loạn lật đổ nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kể từ khi chiến tranh kết thúc, đã không biết bao vụ âm mưu tiến hành bạo loạn lật đổ thâm nhập được tiến hành. Nhưng kết cục thì cũng chỉ là như nhau. Các chuyên án được phá và nhiều kẻ phải bước ra vành móng ngựa. Gần đây nhất là vụ bạo loạn âm mưu lật đổ chính quyền vào năm 2018, lấy cớ phản đối luật an ninh mạng và luật đặc khu kinh tế qua mồm mép của bọn phản động mà xin nêu tên thẳng là tổ chức do Hoàng Cơ Minh tạo ra. Việt Tân mà hai dự luật này đã trở nên nóng và chúng đã lấy đó làm cớ để gây bạo loạn. Trong những thành phần tham gia cầm đầu bạo loạn, phát tiền cho quần chúng đi biểu tình có cả những tên mang quốc tịch Mỹ là gương mặt thân quen của những tổ chức phản động. Dù đã qua rất lâu, nhưng xin lưu ý rằng chúng ta đang sống ở một quốc gia yên bình. Dù có những quãng thời gian hơi khổ một tí do tình hình kinh tế, xã hội thì hãy luôn tin rằng nó sẽ mau qua đi và cuộc sống sẽ tốt hơn. Đừng nghe lời bất kỳ ai về những giấc mơ Mỹ. Tham gia bạo loạn thì chỉ có một kết cục, không đi tù thì cũng sang sướng người uống nước và hít mùi aceton cầm hơi mà thôi. Đừng nghĩ được thoát khỏi cộng sản là sẽ ngồi ở không nhận vài ngàn đô mỗi tháng. Thoát khỏi cộng sản thì sẽ gặp được tư bản, không cung hiến cho tư bản thì cũng chỉ nằm đó với các bụng đói mà thôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.